Với xin chào mọi người, hôm trước có một chú gọi cho mình và cũng đã xem qua rất là nhiều video khi mà mình test âm thanh với những cái đàn guitar, nhưng mà có vẻ chú rất là chuyên nghiệp ở guitar và chú nói là chưa có nghe được cái loa nào mà chất âm guitar nó đủ mạnh mẽ. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ test thử cho mọi người thử dòng loa là UK Pro M6 nhé, chất âm của guitar nè. Bên cạnh đây là thầy dạy guitar của mình đấy, thì cũng dạy guitar nè, dạy đàn đấy, mọi người có thể gõ Tường Ưng Music nhé. Ngày hôm nay thầy dạy guitar của mình sẽ cover một bài qua đây mọi người nè, đang kết nối giữa cái đàn guitar này và cái loa này, rồi một cái mic á mọi người nè, một mic có dây hán vào đây nhé. Rồi bắt đầu. Đi cùng em chợt em nói với anh say gót bài, đứng từ xa bạn trai của em đang vẫy lại, cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao để trái tim anh dù cô đơn vẫn sống chào. Chẳng làm sao để hiểu tính cách em nhiều, để được em yêu anh thiếu quá nhiều. Nếu mai có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời, là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Chẳng bao giờ sẽ khờ yêu ai mà có thể thấy đường mình đã sai, quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Nhiều lần em cạnh người em yêu mà anh vẫn giá như chưa từng xem, dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹm. Chẳng ai đón chào được em thương lại dù một chút tôi cô lớn lao. Giờ em biết em sẽ xa cách ai để giữ em với ai yên lành, anh lại tìm mọi cách sâu. Để được em yêu anh thiếu quá nhiều. Nếu mà có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời, là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Chẳng bao giờ sẽ cớ yêu ai mà có thể thấy đời mình đã sai, quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Nhiều lần em cạnh người em yêu mà anh vẫn giá như chưa từng xem, dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu. Chẳng ai đón chào được em thương lại dù một chút tôi cô lớn lao. Giờ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành, anh lại tìm mọi cách sâu. Để giữ em với ai yên lành, anh lại tìm mọi cách.